sau này mình sẽ giải thích cho các bạn ý nghĩa của cái từ email. Các bạn đã từng nghe về cái từ email này trong khi mua điện thoại hay khi mà người ta yêu cầu bảo hành gì đó. Thì cái đó từ email thì email là gì? Email thì là viết tắt của cái từ International Mobile Equipment.Nhận dạng thiết bị điện thoại quốc tế, tức là phương pháp đại khái dịch là phương pháp nhận dạng thiết bị điện thoại quốc tế. Cái số email này nó sẽ có 15 số. Này mình sẽ hỏi thử cho bạn thấy. Hello, số email. Số email chỗ này, nó sẽ có tổng cộng là 15 số. Và là cái số duy nhất trên mỗi điện thoại có. Tức là sẽ không có hai cái điện thoại có chung email được. Vậy chức năng của email là gì? Chức năng của email là giúp cho người dùng và nhà sản xuất xác định được chính xác điện thoại đó. Ví dụ như là khi điện thoại mình bị hư thì mình đem đi bảo hành, thì người ta sẽ kiểm tra cái số email đó. Cái số email đó nó sẽ giúp cho thấy được cái thông tin bảo hành cho cái điện thoại mình còn thời gian bảo hành không, thời gian kích hoạt máy, vân vân. Nhiệm vụ thứ hai đó là cái số email đó sẽ giúp cho điện thoại có thể đọc được SIM và nghe gọi. Khi mà cái số email này bị có vấn đề thì SIM sẽ điện thoại đó sẽ không nghe gọi được, không nghe gọi được. Và một điều lưu ý là điện thoại xài hai SIM sẽ có hai số email. Email thứ nhất và số email thứ hai. Điện thoại nào có hai SIM khi mà bạn lắp, và hai SIM khi bạn lắp một SIM thì điện thoại đó vẫn có số email là mặc định, chứ không phải là lắp hai SIM lắp một SIM thì chỉ có một số email. Mọi người thì cách kiểm tra cái số email đơn giản nhất là chúng ta sử dụng cú pháp gọi điện thoại như nhắn tin vậy đó, giống như là nạp cạc cái đó, thì gọi sao thăng 06 và thăng. Sao thăng 06 thăng. Ngoài ra thì người ta có thể kiểm tra email bằng cái setting cho điện thoại. Setting tức là cái mục cài đặt. Setting thường điện thoại nào cũng có mục này hết. Xong rồi sẽ có cái mục là thông tin thiết bị. Ví dụ bạn xài tiếng Anh thì nó là tựa bao. Thì tiếng Việt là thông tin thiết bị. Thông tin thiết bị thì ở trong đây nó sẽ có cái mục là số email. Thì bạn cũng có thể kiểm tra cái số email này. Cái số email này là số duy nhất của mỗi điện thoại. Khi mà bạn check email này, nhất là cái dòng như là iPhone, khi mà bạn check email trên cái trang web, check iPhone, check email qua Apple mà nó hiện ra là thông báo là cái chữ màu đỏ, check email qua Apple khi mà hiện cái thông báo màu đỏ thì tức là điện thoại của bạn có vấn đề. Một là điện thoại của bạn là bị người ta đã từng mua rồi xong rồi bị mất. Người ta báo lên trên cửa hàng thì cửa hàng nó khóa lại, nó khóa, nó không cho xài. Thì cái số email này là không, cái điện thoại là không sử dụng được. Cái số email là không tồn tại. Hoặc là khi mà cái hãng xưởng nó sản xuất ra thì nó chưa đăng ký cái số email,
option này là một bên thứ ba. Thường một bên thứ ba nó sẽ đăng ký cho điện thoại của bạn. Mà khi cái bên thứ ba này chưa kịp đăng ký mà đã bị người ta lấy cắp mất, hoặc là một lý do gì đó chưa đăng ký với số email thứ ba, thì cái nó cũng sẽ hiện báo màu đỏ này. Những trường hợp báo màu đỏ này thường là điện thoại nó sẽ cái giá nó sẽ giảm, tại vì nó có vấn đề. Có thể là bạn xài nó sẽ không có mượt, hoặc là một thời gian thì nó sẽ khóa luôn, khóa không nghe gọi được, nên rất là nguy hiểm. Nên khi mà mua điện thoại thì bạn phải kiểm tra số email này cẩn thận. Mà thông tin của mình về cái số email.